Ồ, cuốc xe mở hàng. Android Box ơi, chỉ đường cho tôi tới đường Quang Trung. Robot ơi, tôi bảo đưa tôi đến Quang Trung mà sao đưa tôi đến Nguyễn Huệ là sao? Nè, làm vậy là chết nha cha nội. Trời ơi, cuốc xe mới hạng mà vậy á. Ủa anh ơi, anh vừa ngủ vậy chạy xe hay gì mà lâu dữ vậy? Thôi hủy chuyến nha. Chị ơi. Trời ơi, sao mày kỳ vậy hả Robot? Ông không học lịch sử hả? Quang Trung với Nguyễn Huệ là một mà. Ồ, mới xuống mà đã đánh giá rồi. Rất là đúng giờ, 10 điểm nha anh trai. Dĩ nhiên rồi. Kể từ ngày mà đầu tư cái em AI Android Box em Sport này á thì chưa có quốc nào mà bị mất khách cả. Đúng là đồ xịn của khách. Em không những xịn mà còn tinh tế.